Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Bước sang tháng 3 âm lịch năm 2021 sẽ gặp được nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tháng 3 âm lịch năm 2021 của tuổi Tỵ. Tử vi tháng 3 năm 2021 âm lịch của tuổi Tỵ chi tiết về các phương diện, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe và cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tỵ tháng 3 năm 2021 âm lịch về phương diện sự nghiệp. Sự nghiệp của người tuổi Tỵ không gặp được nhiều điều thuận lợi là do nhiều yếu tố khác nhau. Dưới sự tác động của Nguyệt lệnh Lâm Tuyệt bản mệnh dễ lơ là chủ quan trong công việc gây ra những lỗi lầm đáng tiếc phải tốn công sức để khắc phục khi mới được giao cho một nhiệm vụ nào đó bạn có thể cảm thấy rất hăng hái nhiệt tình nhưng càng về sau đó khi hứng thú đã giảm bớt hoặc khi rắc rối bất chợt xuất hiện bạn sẽ dễ nảy sinh chán nản muốn buông xuôi hoặc cố làm nhanh nhanh cho xong dẫn đến tình trạng đầu voi đuôi chuột nếu cứ duy trì trạng thái làm việc như vậy bạn không những khó có thể thăng chức tăng lương mà còn dễ bị đánh giá thấp khiến lãnh đạo không vừa lòng vì vậy hãy nhanh chóng chấn chỉnh tinh thần của mình không nên để việc này tiếp tục phát sinh bên cạnh đó mệnh chủ cũng cần luôn chú ý đề phòng những kẻ ganh ghét bon chen trong môi trường làm việc bạn không nên quá dễ tin người nghe vào những lời xui khiến của kẻ khác cũng không nên bị kích động bởi những lời khích tướng hãy tập trung vào giải quyết tốt nhiệm vụ của mình trước khi quan tâm đến những vấn đề ngoài lề khác với những người trẻ tuổi nguyệt lệnh lâm tuyệt có thể khiến bạn dễ dàng cảm nhận được sự bấp bênh thiếu vững chắc trong công việc mình đang làm thiếu kinh nghiệm khiến cho bạn thường xuyên ngập ngừng trước khi đưa ra sự lựa chọn hoặc thay đổi quá nhanh chóng, dễ dàng lạc mất phương hướng mình đã đặt ra ngay từ đầu. Những lúc như thế này, bạn đừng ngại hỏi han, xin kinh nghiệm của những người đi trước đáng tin cậy. Tin chắc rằng đối phương sẽ sẵn sàng đưa cho bạn một vài gợi ý hữu ích cho sự nghiệp. Tử vi tháng 3 năm 2021 tuổi tỵ âm lịch về phương diện tài lộc. Ngược lại với những biến động không ngừng trong sự nghiệp thì con đường làm ăn, kinh doanh của người tuổi tỵ lại có những bước tiến khá rõ rệt. Bạn có thể kiếm được một khoản kha khá nhờ tin tưởng đi theo những lựa chọn ban đầu của mình. Tử vi tháng 3 năm 2021 tuổi tỵ âm lịch cho thấy bản mệnh có cơ hội được làm quen với những đối tác hoặc khách hàng triển vọng, giúp cho công việc làm ăn được đà phát triển nhanh chóng bạn nên nhân khoảng thời gian này để phát triển quy mô sản xuất kinh doanh hoặc mở rộng các mặt hàng của mình tin rằng bạn có thể kiếm được một khoản kha khá nếu có hướng đi đúng đắn bên cạnh đó một số người không ngại thay đổi sẵn sàng từ bỏ những phương thức làm ăn cũ cũng sẽ tìm được cơ hội để phát tài phát lộc có thể con đường bạn đi sẽ không nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người song nếu bạn cho rằng đó là chính xác thì hãy mạnh mẽ tiến tới tin rằng công sức bạn bỏ ra bao nhiêu thì sẽ thu về được bấy nhiêu Tất nhiên, dù làm ăn trong lĩnh vực nào đi chăng nữa, bạn cũng phải chịu sự bon chen, giành giật của các đối thủ. Sự cạnh tranh là tất yếu trong bất cứ ngành nghề nào, hãy coi đó là động lực để thúc đẩy mình phát triển, chớ nên quá căng thẳng hay lo lắng, bất an. Chỉ cần cố gắng hết sức của mình thì dù kết quả ra sao đi nữa, bạn cũng có thể cảm thấy không hối tiếc. Tử vi tháng 3 năm 2021 tuổi tỵ âm lịch về phương diện tình duyên chuyện tình duyên của người tuổi tỵ có những bước chuyển biến rõ rệt trong tháng 3 âm lịch này. Dù là người độc thân hay người đã lập gia đình đi chăng nữa, bạn cũng hãy sẵn sàng mở lòng để đón những tin vui. Với người còn độc thân, nhờ có các tinh bách Việt chủ đào hoa xuất hiện, bạn có thể nhận thấy xung quanh mình bỗng xuất hiện rất nhiều các đối tượng triển vọng. Thậm chí, bản mệnh không cần phải quá nhiệt tình trong việc làm quen cũng có người chủ động đến với bạn khi nhận ra ai là người chân thành với mình bạn cũng nên tỏ thái độ thiện trí với đối phương như vậy mới mong nên duyên được bản mệnh cũng không nên quá vội vàng đến với một người nào đó đôi bên hãy dành thêm thời gian để quan tâm tìm hiểu với nhau nếu nhận thấy hai người có nhiều điểm chung thì hãy tiến tới như vậy thì tránh được nhiều mâu thuẫn va chạm về sau dưới tác động của ngũ hành tương sinh quan hệ của các cặp đôi cũng có nhiều bước tiến triển vững chắc hai người đang ngày càng quan tâm và thấu hiểu nhau hơn thậm chí những khó khăn trong công việc trong cuộc sống cũng là gia vị giúp hai người thêm gắn kết cùng nhau vượt qua thử thách bạn càng thêm hiểu về người ấy và sẵn sàng cùng người ấy đối mặt với mọi vấn đề trong cuộc sống hơn đào hoa vượng do bách việt đem lại cũng không gây ảnh hưởng gì tới quan hệ giữa hai người cả bạn và người ấy đều tin tưởng nửa kia của mình biết giữ khoảng cách với mọi người xung quanh hai bạn chính là một cặp đôi lý tưởng, đáng ngưỡng mộ trong mắt nhiều người. Tử vi tháng 3 năm 2021 tuổi tỵ âm lịch về phương diện sức khỏe. Tình hình sức khỏe của người tuổi tỵ không có gì đáng lo ngại trong tháng 3 âm lịch này. Đó có thể coi là niềm an ủi lớn lao mỗi khi bạn phải đối diện với những điều không mong muốn trong cuộc sống. Vì có sức khỏe, hãy luôn cố gắng hết mình, đừng bao giờ có ý định bỏ cuộc, nhất là khi bạn vẫn còn trẻ tuổi. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng không nên cậy mình còn trẻ mà lao động quá sức hoặc dành quá nhiều thời gian cho sở thích cá nhân, không quan tâm đến chế độ sinh hoạt của mình. Nếu giờ giấc sinh hoạt thiếu khoa học, ăn uống không cân bằng dinh dưỡng, bạn sẽ khiến cho sức khỏe của mình nhanh chóng giảm sút. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi tỵ trong tháng 3 âm lịch 2021. 1. Quý tỵ, thuộc mệnh thủy, nam vân hán, nữ la hầu. Khẩu quyết, công việc nhiều sóng gió, chớ lơ là chủ quan khi làm việc. Quý nhân, thìn, hợi. Tiểu nhân, mão, mùi. Màu sắc may mắn, đen, xanh lá. 2. Ất tỵ thuộc mệnh hỏa, nam thủy diệu, nữ mộc đức. Khẩu quyết, đào hoa nở rộ, được nhiều người quan tâm để. Quý nhân, ngọ, hợi. Tiểu nhân, dậu, thìn. Màu sắc may mắn, tím, hồng. 3. Đinh tỵ thuộc mệnh thổ, Nam Mộc Đức, Nữ Thủy Diệu. Khẩu quyết, sẵn sàng đổi mới, việc làm ăn kinh doanh diễn ra thuận lợi. Quý nhân, Mão, Sửu. Tiểu nhân, Thân, Mùi. Màu sắc may mắn, đỏ, trắng. 4. Kỳ tỵ thuộc mệnh Mộc, Nam Vân Hán, Nữ La Hầu. Khẩu quyết, vợ chồng thấu hiểu, cùng nhau khắc phục khó khăn trong cuộc sống. Quý nhân, Tuất, Thìn. Tiểu nhân, Hợi, Dần. Màu sắc may mắn, cam, đen năm tân tỵ thuộc mệnh kim nam thủy diệu nữ mộc đức khẩu quyết sức khỏe bình ổn không có điều gì đáng lo ngại quý nhân mùi thân tiểu nhân ngọ dậu màu sắc may mắn trắng đen cảm ơn các bạn đã theo dõi video chúc các bạn vui vẻ và nhiều may mắn thành công trong tháng mới xin chào và hẹn gặp lại